chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video này mình sẽ chơi về vị tướng Natalia nha. Ok, lâu lắm rồi mình không chơi vị tướng này. Từ cái hồi mình mới chơi mọi người ạ. Cái hồi mùa 3 mình mới chơi kia là mình đã có chơi đến vị tướng này rồi. Nhưng mà đến nay thì mình mới có thể làm được cái clip về cái vị tướng này. Vị tướng này là một vị tướng solo đường dứa nha. Thực sự khá là khó chơi bởi vì toàn bộ chiêu thức của vị tướng này đều là chiêu thức định hướng. Và chiêu thức định hướng thì tung thì các bạn chỉ cần tung hụt này, hoặc là đối phương di chuyển đi lại lại là các bạn tung kỹ năng cực kỳ khó trúng. Đó là tại sao cái người ta gọi là kỹ năng định hướng thì rất là khó sử dụng. Và trong cái trận này mình cũng như vậy đây, mình cũng làm những pha mù mắt nha mọi người. Thực sự thì mình không chơi được vị tướng Natalia này hay đâu. Mình qua nhiều trận nên là được một trận hai thì mình sẽ làm và up lên. Đó, mỗi vị tướng một video chứ làm nhiều video về một tướng thì nó cũng rất là chán. Ok, đường dưới là cái gọi là cái lane mà mình chơi yếu nhất nha. Ui. suýt nữa là bạn Vera tìm bạn sớm mặt rồi mọi người ạ. Ôi trời ơi. Không cướp được mọi người ơi. Ok, về trang bị mình sẽ để phần bên dưới màn hình này nha. Với cái bộ trang bị này thì thực sự là phải với những bạn đã chơi chắc tay rồi. Mình thì không chắc tay lắm nhưng mà mình vẫn lên cái món trang bị. Ôi làm cái gì đấy, cản chiều này. Ok, không hồi chiêu đâu mọi người ạ. Trời ơi, mình đã vét được một mạng. Ok. Đó, các bạn có thể thấy. Ui trời ơi. Mình ấn chiêu dùng luôn là hầu như toàn tung sĩ hụt. Rất là khó xài luôn mọi người ạ. Bốp. Ui. Bạn này ngáo ngơ nhỉ. Trời ơi, chúng phát gần đai mọi người ơi. Chuẩn bị. Ui. Team mình có người AFK rồi mọi người. Buồn quá. Ui, lại bị khống chế này. Ui, chắc mình đai mất thôi. Đó, các bạn có thể thấy Van Heo di chuyển một chút là mình đã tung kỹ năng xí hụt mất rồi. Bảng ngọc thì các bạn sử dụng bảng ngọc phép nha. Ok, mình phải tốc biến chạy đây. Hình như John AFK rồi mọi người ạ. Buồn quá. Đúng là như vậy luôn. Sau nhiều trận thua thì cái trận này chắc có lẽ là nó sẽ chơi đơn giản hơn. Làm sao mà cho thua mãi được. Thua mãi thì thực sự cũng rất là chán game. Về ngọc đỏ các bạn lên cho mình công phép chơi rất phép. Hoặc là công phép không thôi. Ngọc tím các bạn lên cho mình công phép và phút bảo phép nha. Và ngọc xanh các bạn lên cho mình tốc đánh và xuyên giáp phép. Có mạng mọi người. Ui lại bị câm lặng. Căn chiêu này. Ok, mình đã có mạng của Văn Hên. Ôi bị lag mọi người ạ. Ôi chắc là mất wifi mọi người. Sao mà đen như vậy chứ. Ok, chắc là mới wifi thử mọi người ơi. Vậy sao mà mình lại xui thế này. Hay là bị hack lag nhỉ, hay là mất mạng do cái mạng của mình. Ok, mình sẽ chuyển sang 4G nha. Trời ơi. Bây giờ mình phải chuyển sang đăng ký 4G mọi người ạ. Những cái bước xử lý thế này không được là mình sẽ chuyển sang 4G nha. Đó, vẫn không được. Ok, quá là đen mọi người ơi. Mạng wifi này có thể truy cập vào internet. Tức là cái này thì mình cảm nhận lần mọi người ơi. Tức là cái mạng wifi nó vẫn có nhưng mà cái internet thì nó sẽ không có. Ôi, cái này là mình đã chuyển sang 4G rồi nha. Mình đã đăng ký 4G rồi. Vâng, sau khi tải trận thì lại chết đi một mạng. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là sau khi mình đăng ký 4G xong
thì mình bật wifi nó lại dùng wifi. Cái sự thật ở đây là mình đã mất 3.000 rồi. Mình đăng ký cái Mi 3K đó vẫn cái mạng wifi không thể truy cập mà bây giờ nó lại truy cập được. Đó, bây giờ các bạn xem tin nhắn luôn, mình đã mất 3.000 đồng đó. Quý khách đã đăng ký 3K Mi 3K không thì các bạn lại bảo mình nói phét. Ok, mình đã mất 3.000 đồng mọi người ơi. Thực sự 3.000 đồng ngoài đời thì nó chả là gì, nhưng mà 3.000 đồng trong tài khoản lại cứ tiếc tiếc kiểu gì ấy. Ok, sau khi mạng lag và mình quay lại game thì trận đấu đã khá là chênh lệch mọi người ạ. Tỷ số về mạng thì đã 5-12 rồi. Nhưng mà không sao. Chất tướng đánh nhau mà, cứ đi vụt nhau thôi. Ui. Vẫn AFK nha, zone bên mình vẫn AFK và không kết nối lại. Buồn quá. Và trận đấu này đã quá chênh lệch về team bạn rồi. Úi trời ơi. Mình tung kỹ năng chuẩn như vậy mà vẫn không thể ăn mạng được. Buồn thế nhỏ. Ok, và cái mình bị cái wifi dẫn cho sức mặt luôn. Bởi vì mình chờ khá là lâu không được nên là mình đã đăng ký 4G. Và cái kết của đăng ký 4G là hiện tại lại vẫn dùng wifi. Đèn thế. các bạn chơi vị tướng này thì các bạn phải can chiêu thật là chuẩn nha. Ui, diving rồi. Tốc biến này. Ui. Đã bị hấp riêng mà mọi người ạ. Hình như Nakros team bạn AFK hay sao á. Chơi cứ ngáo ngơ. Đó, các bạn thấy ngáo ngơ chưa? Di chuyển xuống xong lại di chuyển lên. Đấy, lại di chuyển xuống này. Lại di chuyển lên. Chắc có lẽ là AFK thật mọi người ơi. Ui, chắc team mình thua sấp mặt rồi. Ok, mình đã hồi sinh và mình sẽ đi đánh nhau. Chạy đâu bạn ơi. Úi trời ơi. Tiêm kỹ năng cho này. Úi trời ơi. Một. Ui. chiêu chiêu thức của vị tướng này tốc độ ra chiêu rất là yếu nha. Ui, mình lại can chiêu sai này. Ui. Một pha can chiêu 2 néo lên trên nhưng mà bạn Van Hên lại di chuyển xuống dưới. Chạy đâu bạn ơi. Đó. Pha này bạn ấy còn chạy được là mình cũng sợ luôn rồi. Ok, mình lại vét được một mạng bằng chiêu cuối. Combo của vị tướng này sát thương rất là lớn nha. Bởi vì cái nội tại của vị tướng này là các bạn sử dụng kỹ năng càng trúng mục tiêu thì sẽ càng gây sát thương lớn. Sát thương nó cứ nhân lên tối đa là 10 lần. Đó. Đây là combo của vị tướng này. Đối với những vị tướng tanh là các bạn cho phát là cũng đi cả cây máu nha. Ok, tiêm trích này. Quay lại bị câm lặng mọi người ạ. Bởi vì mình không lên cái giày kháng hiệu ứng nên là những cái hiệu ứng làm chậm thì rất là khó chịu luôn. Và những cái vị tướng pháp sư thường tốc độ di chuyển của những vị tướng này rất là thấp nha. Quay can chiếu khó nhờ. Này thì lạng lách. Đó, lạng lách với tôi hả. Ôi trời ôi. Đó, dồn đam ghê chưa. Ui. Ui, lại có cái giáp. Nhưng mà đai mất rồi. Pha này thực sự mình không thể nào mà chạy được luôn. Bởi vì dính câm lặng thôi. Van Hên lại phi choáng liên tục. Alice lại ném chiêu 1 vào đó. Thì đúng là mình có là tướng tanker thì cũng nguy cơ lên bảng điểm số rất cao. Bởi vì cái trận này có AFK nên rất là khó chơi mọi người. Hiện tại John nó vẫn AFK nha. Đấy, nó cứ di chuyển đó. Vẫn có cái hiện thông báo trên AFK. Và John lại đi đường dưới. Khi mình hồi sinh xong John lại bắt đầu đi theo mình. Bởi vì hiện tại máy đang chơi chứ không phải là chủ của nick đó đang chơi. Thực sự khi các bạn chơi solo lane thì các bạn không thể áp đảo được. Bởi vì các bạn chỉ được farm lính không thì
rất là khó áp đảo đối thủ về cấp độ cũng như là lực trang bị. Mình thì chơi vị tướng này không nhiều nên là mình chơi rất là ngu. Ui, lại có đánh nhau mọi người. Ui. Ok, và mình vẫn có một mạng nha. Xong thì mình đai hết rồi mọi người ạ. Ui, Nakroth bên mình có lấy được cái chủ kia không nhỉ? Ui, bạn ấy lại không để chủ, mình không hiểu pha này luôn là bạn ấy làm cái gì nữa. Ok, nhưng mà có chấm dứt được bạn Văn Hên. Bộ trang bị này là trang bị gần như là full phép rồi nên thực sự không có thủ, nên là các bạn rất là dễ bốc hơi nha. Chỉ cần tung hụt chiêu 2 thôi và chiêu 1 thì chắc chắn là lên bảng gần như là 100% rồi. Đó, Ali lại né kỹ năng. Ôi trời ơi, khống chế khó chịu nhỉ. Úi trời ơi, tiêm này. Ui. Vâng, mình lại bị bắt rồi mọi người ạ. Vera có chiêu 2 làm choáng lâu quá, với lại mình không lên cái giày kháng hiệu ứng nên là dính một phát cái trái tim kia là cứ thế mà choáng 1,5 giây thôi. Ôi chạy đi nào. Bởi vì do này FK rồi nên là chạy kiểu kia thôi. Vâng, chúng ta sẽ làm một pha xem phim. Ngộ Không bên mình chạy không, chạy đi. Ôi không chạy được. Và cái kết thì bị hai bạn support bên bạn vả cho vớ mồm. Trận này cao rồi nha. Cứ nhơi thôi mọi người ạ. Trận này mình cảm thấy là cũng nhơi rất là vui luôn. Ok, một pha bắt SP bên bạn này. Nhưng mà lại không bắt được. Vâng, lại sẽ chạy về. Trời ơi. Mình hình như là mình đã tung kỹ năng bắt đầu hụt ầm ầm ở đấy. Ui, một phát này. Ui trời ơi. Không chạy là cho bạn lên thớt luôn. Ok, dồn đam này. Ok, tia sáng tử vong. Cái chiêu cuối của Natalia là nó giúp giải phóng những cái hiệu ứng đang gánh chịu nha. Ui lại choáng mình mọi người ạ. Vera hình như nó cứ thích choáng mình thôi mọi người. Cái thằng AD bên mình là nó không choáng, nó cứ thích choáng mình. Ôi chẳng nhẽ mình. Vâng, và không sai tí nào. Các hiệu ứng choáng cơm lạng cứ thế mà lên đầu của mình và mình lại đài. Sao mà đen thế nhở? Khó chơi quá, mình sẽ bỏ cái giày kia đi nha, mình sẽ lên cái giày kháng hiệu ứng thôi. Một sai lầm khi mình bỏ cái giày kia. Mình bỏ cái giày kia và lên cái giày giày xuyên giáp phép này, đúng là một sai lầm về cái trận đấu này. Vì trận đấu này rất là nhiều khống chế mà mình đến giờ mình mới mình bị bắt nhiều lần và mình mới đổi trang bị. Ôi cũng đài mất rồi. Một pha không thể nào mà chạy được của bạn Zephyr. Ok, các bạn xem video của mình nhớ để lại cho mình một like nha. Chia sẻ giúp mình để tạo thêm động lực cho mình làm các video tiếp theo. Ok, team mình ăn được cái con Caesar và bây giờ được cường hóa nguồn máu rất là nhiều luôn. Lại choáng, khó chịu nhỉ. Ui chạy đâu bạn ơi. Ui không chết mọi người ơi. Chạy chiêu 2 này, chiêu 1 này, wow. Ui có lẽ mình lại die mọi người ơi. Và cái kết thì bị ép góc. Bạn Gret đã choáng thì thôi, bạn Van Hên, bạn Alice và thêm các chiêu khống chế nữa thì mình có là tướng hóa giải như vị tướng Chogana chắc cũng lên thớt. Ôi. Ăn 9 chết 8 hỗ trợ 10.
Ok, có người thù đằng dưới là không 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 sao mọi người ạ. Một pha đánh nhau giữa bạn Ngộ Không và bạn Văn Hiên và phần thắng đã thuộc về tướng sát thủ. Ok, đợt này lên mình sẽ ép ép thắng luôn nha, cứ nhây nhây lâu láo rồi, thực sự không phải là nhây đâu mà đẩy không thắng. Ok, farm hết mấy con này đi. Pha này ép đẩy mà không thắng nữa là mình AFK mất thôi. Zone vẫn AFK không kết nối lại luôn mọi người ạ. Ok, đánh nhau to rồi. Một pha đánh nhau. Và hiện tại thì chả có gì cả. Ok, thêm một điểm hỗ trợ nữa này. Úi trời ơi. Một điểm hỗ trợ nữa. Này, chạy đâu bạn ơi. Ok, chắc video của mình đến đây là cũng kết thúc rồi nha. Hẹn gặp người trong các clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Bye bye mọi người.